đảm bảo cho phóng viên của chúng ta di chuyển một cách nhanh nhất, an toàn nhất, thuận lợi nhất. Và cái việc mà chúng tôi và Hà Nội quyết định lựa chọn cái phương án di chuyển bằng xe buýt 2 tầng thì có thể nói là suốt cái chặng đường từ trung tâm thủ đô Hà Nội là khu văn hóa hữu nghị Việt Xô cho đến khách sạn Marriott là cái khu vực phát triển mới của thành phố Hà Nội, thì phóng viên nước ngoài có thể tận mắt chứng kiến và có những cái hình ảnh rất là đẹp về thủ đô Hà Nội.